Với học phí 3 tỷ 7 cho 4 năm học tại VinUni, nhưng thực ra không phải là đắt với những gì sinh viên nhận được. Xin chào các bạn. Gần đây các bạn có nghe nói đến trường đại học mới mở của Bác Vượng, đó là trường VinUni. Và điểm nhấn ấn tượng nhất về ngôi trường này là học phí siêu cao, lên đến gần 1 tỷ mỗi năm học. Đây là mức học phí đắt nhất Việt Nam và cũng thuộc top những trường cao nhất trên thế giới. Nhiều người sẽ cho rằng trường đại học của VinGroup chỉ dành cho những rich kids vào để đốt tiền. Nhưng nghĩ như vậy là hoàn toàn sai. Tại sao lại sai? Những khám phá dưới đây sẽ giúp cho bạn tự có câu trả lời. Hãy cùng tìm hiểu nhé! Thực ra, gọi VinUni là trường đại học thì mình thấy không được đúng cho lắm so với các trường đại học tại Việt Nam. VinUni là trường đại học tinh hoa chứ không đơn thuần chỉ là trường đại học xa xỉ dành cho con nhà giàu. Thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là khi nói về đại học tại Việt Nam, chắc chắn bạn sẽ nghĩ đến những lứa sinh viên cặm cụi với lý thuyết khô khan, rồi vượt qua các kỳ thi trên giấy và cuối cùng là nhận một tấm bằng để đi xin việc. Nếu ai xin được công việc ổn định với mức lương đủ sống thì gọi là thành công. Nhưng với đại học tinh hoa thì khác hẳn. Ngay hai chữ tinh hoa đã nói lên ý nghĩa của ngôi trường này. Mà xin lưu ý với các bạn, đại học tinh hoa là một dạng đại học phổ biến trên thế giới, chứ không phải do Vin tự nghĩ ra cái tên để nghe cho hoành tráng đâu. Đại học tinh hoa không đào tạo các sinh viên ra để làm thợ, mà họ đào tạo ra các nhân tài để thay đổi xã hội, để nghĩ khác và làm khác, thậm chí là để thay đổi vận mệnh của một quốc gia. Để dễ hình dung thì bạn cứ thử tưởng tượng VinUni sẽ giống như một cái trung tâm lăng xê, tìm ra những người xuất chúng và rèn luyện cho họ, giúp họ phát huy sở trường để trở nên xuất sắc hơn, có thể tạo ra những điều vĩ đại, thay đổi một cộng đồng như Steve Jobs hay Bill Gates đã từng làm. Nghe có vẻ mơ mộng, nhiều bạn sẽ cho rằng Việt Nam thì tuổi gì mà đòi tạo ra những Steve Jobs hay Bill Gates thứ hai. Nhưng các bạn thử nhớ lại, có phải các bạn đều biết đến câu chuyện về trẻ máu chất xám tại Việt Nam rồi không? Việt Nam có rất nhiều những người tài giỏi, thông minh, điển hình là có người đã sáng chế, nghiên cứu tàu ngầm, có người đã chế ra những loại máy móc phục vụ nông nghiệp mà các giáo sư tiến sĩ không làm nổi. Nhưng tiếc cho họ là không có môi trường để phát triển và phát huy sở trường. Kể cả những sinh viên đã đi du học ở nước ngoài cũng không muốn trở về Việt Nam do không có môi trường phù hợp với năng lực của họ. Chính vì vậy, chứng tỏ nhân tài của Việt Nam không phải là không có. Kỳ vọng sẽ có những Bill Gates tại Việt Nam cũng không phải không khả thi, chỉ là chưa có cơ hội để họ thể hiện thôi. Mà một ví dụ gần đây nhất là đội tuyển bóng đá Việt Nam. Nếu cách đây khoảng 7-8 năm chẳng ai buồn xem bóng đá Việt Nam và cũng chẳng ai nghĩ rằng bóng đá Việt Nam sẽ làm nên trò trống gì, thì bây giờ sự thay đổi đã thực sự xảy ra, khiến rất nhiều người phải bất ngờ từ khi huấn luyện viên người Hàn Quốc đến và huấn luyện. Chứng tỏ cầu thủ Việt Nam đâu có kém, chẳng qua là chưa ai phát hiện ra điểm mạnh và sở trường của họ mà thôi. Quay lại với ngôi trường VinUni, có thể các bạn đã bắt đầu tin rằng VinUni có thể tạo ra sự đột phá, nhưng chỉ ngồi và hô hào rằng sẽ thế nọ, sẽ thế kia thì có đến 1.000 năm nữa cũng chẳng có gì xảy ra. Vậy nên Vin không hô hào, Bác Vượng đã rất nghiêm túc với lý tưởng tạo ra ngôi trường đào tạo thiên tài cho đất Việt qua những việc làm sau. Đầu tiên là xây dựng cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn 5 sao về chất lượng giáo dục, đảm bảo những yêu cầu khắt khe của các tổ chức giáo dục trên thế giới, với số tiền bỏ ra siêu khủng lên đến 5.000 tỷ đồng cho một lượng sinh viên khá hạn chế, chỉ vài trăm sinh viên mỗi khóa, thì cơ sở vật chất cho sinh viên là không cần phải bàn cãi, sẽ rất hiện đại và đầy đủ, phục vụ tận răng cho sinh viên. Sinh viên sẽ được học và làm việc trong những phòng được thiết kế sao cho sinh viên là trung tâm của lớp học, kèm theo những thiết bị công nghệ tiên tiến như các trường đại học hàng đầu trên thế giới hiện nay. Bên cạnh đó, thể dục thể thao cũng được ưu ái với hơn 700 máy tập ngoài trời. Đây chắc chắn là trường đại học đáng mơ ước của tất cả sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên, nếu chỉ vung tiền xây dựng cơ sở vật chất thật đẳng cấp thì cũng chẳng làm nên trò trống gì. Sẽ chẳng có lứa nhân tài nào được tạo ra nếu không biết đào tạo. Vậy nên, Vin đã trao đổi với 20 trường đại học hàng đầu thế giới và sau đó thì ký hợp đồng hợp tác và liên kết đào tạo với nhóm trường tinh hoa tốt nhất nước Mỹ, nhóm Ivy League, gồm 8 trường đại học mà gần như ai cũng từng nghe qua. Họ sẽ giúp cho VinUni xây dựng giáo trình đào tạo mà họ đang áp dụng để tạo ra những chủ nhân của giải Nobel, chủ nhân của Facebook, Google, Apple,
Ngoài ra, người điều hành trường cũng là một giáo sư tài giỏi của nước ngoài. Các giảng viên của trường cũng là mời những giảng viên giỏi từ khắp nơi trên thế giới. Vậy thì còn nghi ngờ gì với chất lượng của VinUni nữa? Và đương nhiên, để đào tạo ra những thiên tài từ những người bình thường là rất khó. Vậy nên Vin phải tuyển nguồn đảm bảo chất lượng phù hợp với yêu cầu. Yêu cầu đầu tiên là phải biết tiếng Anh. Đơn giản bởi giảng viên toàn người nước ngoài thì không thể nào mà học bằng tiếng Việt được. Theo thông tin mà mình được biết, Vin sẽ không nhận sinh viên bằng điểm số thi trung học phổ thông. Bởi các bạn đã biết, người có điểm số cao chưa chắc đã tạo ra được đột phá. Yêu cầu của VinUni là có bằng trung học phổ thông. Bởi nếu không bằng trung học phổ thông thì sẽ không được phép cấp bằng đại học theo quy định của Bộ Giáo dục. Tiếp theo, Vin sẽ phỏng vấn trực tiếp để nắm được năng lực, sở trường thực sự của từng sinh viên, thay vì chỉ đơn thuần là làm bài thi. Nhưng không có nghĩa là sẽ không có bài thi các bạn nhé. Vậy mới nói, nếu chỉ là rich kid thì bạn chưa đủ điều kiện để học tại ngôi trường này. Mà ngoài có nhiều tiền ra, bạn còn phải rất giỏi nữa. Vậy sau khi ra trường, đâu sẽ là môi trường để các sinh viên ưu tú của Vin phát huy năng lực? Theo mình nghĩ, mà đương nhiên cũng sẽ là sự thật, đó là các công ty của VinGroup. Đơn giản là hiện tại Vin và nhiều công ty đang thiếu rất nhiều người tài để về làm việc cho họ. Đã mất công đào tạo ra một lứa nhân tài thì không có cớ gì Vin lại để tuột tay họ. Bên cạnh đó, có lẽ chỉ ít công ty, doanh nghiệp có khả năng giữ chân những người tinh hoa. Vậy nên sinh viên cũng sẽ chọn Vin để làm việc. Các bạn có thể thấy, ba nhóm ngành sắp tới mà Vin sẽ đào tạo gồm kinh doanh quản trị, khoa học sức khỏe, kỹ thuật và khoa học máy tính. Đây là những lĩnh vực có trong nhu cầu khai thác của VinGroup. Và cuối cùng, nói về học phí. Học phí của Vin là một trong những trường đắt nhất thế giới. Nhưng người học tại Vin đã mang tâm thế là du học tại chỗ, nên như vậy cũng không phải đắt. Bởi vì người đi du học có thể mất tới vài tỷ là bình thường. Nhưng các bạn lưu ý, Vin là trường tư thục phi lợi nhuận. Phi lợi nhuận không có nghĩa là không có lợi nhuận các bạn nhé. Mà phi lợi nhuận ở đây là dù trường có lợi nhuận thì lợi nhuận đó cũng góp vào quỹ của trường để xây dựng và phát triển, chứ không chia cho bất kỳ cá nhân nào. Suy cho cùng, với chất lượng đào tạo được hứa hẹn là đại học tinh hoa, liên kết với các trường hàng đầu thế giới, được học trong không gian, cơ sở vật chất tốt nhất Việt Nam và đầy đủ chẳng thua kém gì các trường trên thế giới, lại có sẵn môi trường để cống hiến và phát huy năng lực của bản thân, thì 40.000 đô tương đương 920 triệu một năm hay 3 tỷ 760 triệu cho 4 năm học có lẽ không phải đắt lắm với những người có nhiều tiền. Nhưng các bạn nhớ nhé, đừng bao giờ cười bọn học sinh trong trường này kiểu hey, bố mẹ nó giàu thôi chứ nó thì có gì đâu. Sai đấy nhé. Nó ngoài nhà giàu ra thì nó cũng phải giỏi nữa đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.